これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。Với nhiều người, Tenki no Ko có lẽ là tác phẩm không được đánh giá cao và có phần lép vế nếu như so sánh với những tác phẩm trước đó do Shinkai Makoto thực hiện. Nhưng cá nhân mình thì không nghĩ như vậy, mà trái lại, Tenki no Ko chính là sự trưởng thành, là kết tinh trong con đường nghệ thuật của Shinkai. Tenki no Ko vẫn đứng được ngang hàng với các tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Các tác phẩm Shinkai thực hiện không chỉ có mặt hình ảnh tráng lệ, làm người xem phải mê mẩn trầm trồ, mà lại còn giàu ý nghĩa ẩn sâu. Trong 5cm trên giây, đấy là hình ảnh góc rộng của những cánh đồng trải dài vô tận, toát lên được sự cô đơn tột cùng của Takaki. Hay đấy là hình ảnh của quả tên lửa với vệt khói xé đôi bầu trời, ẩn dụ nên chi tiết bị chia cắt lứa đôi với Akari. Trong Kotonoha no Niwa, hình ảnh mưa rơi được hoạt họa mỹ miều, từng giọt mưa trong suốt, phảng phất thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo trên từng tán cây, trên nền đất, trên mọi vật, như thể thay lời muốn nói mà gắn kết cặp đôi tri kỷ Takao và Yukari. Trong Kimi no Na wa, thành phố Tokyo được miêu tả lộng lẫy, náo nhiệt và tràn đầy sức sống, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa nét hiện đại với lối kiến trúc cổ xưa tại khu làng Itomori cổ kính. Hẳn là bạn cũng không khó nhận ra, gần như mọi hình ảnh Shinkai phác họa, tất cả đều được sử dụng miêu tả nét đẹp của cuộc sống bình dị. Thế nhưng, đã là cuộc sống thì luôn phải có hai mặt, cái nét ảm đạm ấy vẫn chưa thực sự hữu hình cho đến khi Tenki no Ko ra mắt. Trước đây, mưa rất hợp tình, nhẹ nhàng và đẹp mắt. Mưa gắn kết mọi người trong Kotonoha, ai cũng có thể cảm nhận được sự chuyển mùa chậm rãi qua sắc màu của từng chiếc lá trong các cơn gió thoáng qua. Tuy vậy, trong những năm gần đây, mùa màng thay đổi thất thường, mang lại giông tố. Cứ như thể chính sự đổi mùa đang tấn công chính chúng ta. Nhật Bản luôn phải đối mặt với giông bão, những cơn mưa kéo dài triền miên, không dứt. Trong Tenki no Ko, Shinkai phản ánh hiện thực này thông qua cách ông phác họa nên cơn mưa. Những cơn mưa trong tác phẩm đã phần nào mất đi tính dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là mưa dồn dập, triền miên không dứt. Chưa dừng lại ở đấy, hình ảnh của những con rồng uốn lượn dữ tợn trong số ít đoạn cảnh trên các tầng mây đen, với sấm chớp giằng xé, che kín hết cả bầu trời, như những dấu hiệu cảnh tỉnh về sự thay đổi mãnh liệt của tự nhiên đang diễn ra. Không chỉ vậy, sự đột phá về góc nhìn nghệ thuật của Shinkai còn thể hiện qua những mặt tối ở Tokyo mà ông lựa chọn để miêu tả. Trong những tác phẩm trước đó, Tokyo là thành phố mang nét đẹp lịch lãm, là nơi ấp ủ, ươm mầm nên những giấc mơ của những người trẻ tuổi. Vẻ đẹp mỹ miều của Tokyo được phác họa qua hình ảnh của những tòa nhà chọc trời với những ánh đèn đường, biểu hiện huyền ảo, đa màu sắc, với dòng người, xe cộ tấp nập qua lại. Nhắc đến đây, hẳn bạn cũng nhận ra sự khác biệt mà Tenki no Ko đem đến. Trái ngược với vẻ bề ngoài hào nhoáng thường thấy, Tokyo trong Tenki no Ko toát lên một vẻ u sầu, ảm đạm. Hình ảnh tráng lệ của những tòa nhà cao tầng dần được thay đi bởi những khu phố đèn đỏ. Những con đường nhộn nhịp, không gian thoáng đãng dần nhường chỗ cho các con hẻm kín mít. Đâu đấy là sự lẻ loi của những góc khuất nơi bảng hiệu, của những khu nhà chật trội, tối tăm và ẩm thấp. Sự tương phản càng mạnh mẽ hơn khi ta chứng kiến hình cảnh tòa nhà có ngôi đền bị bỏ hoang ở giữa một thành phố sầm uất hiện đại. Một lần nữa, nhấn mạnh lên chủ đề của tác phẩm. Tokyo không đẹp như ta nghĩ, ẩn sau ánh hào quang chói lọi là cả một cuộc đời khổ cực, đầy ắp những cạm bẫy, cám dỗ mà những con người trẻ tuổi hàng ngày phải đối mặt. Hodaka một mình tự lực lên thành phố phồn thị Tokyo để đổi đời, nhưng cuộc sống đâu có đơn giản, xã hội như một cơn sóng, một dòng chảy uốn lượn, khi thì bằng phẳng, lúc thì gập ghềnh cuốn đi những con người không thể hòa nhập. Khi ở nơi đất xa người lạ, mỗi ngày là một cuộc chiến, nào là sự chắt chiu từng đồng cho tiền nhà, tiền ăn, làm sao để lấp đầy cái bụng khi đến bữa. Hình ảnh Hodaka sao mặt chân thật quá. Điểm hay ở tác phẩm mà mình nhìn nhận là việc Shinkai đã tận dụng một hình ảnh quen thuộc nơi Hodaka để ươm mầm cho giấc mơ của rất nhiều người trẻ tuổi, khát khao tìm ra chỗ đứng trong xã hội. Thế nhưng cuộc đời đâu có đẹp như ước mơ. Cuộc sống của Hodaka ngột ngạt, khó chịu, hòn đảo như chính nhà tù giam cầm anh. Hodaka đã bỏ đi với mong muốn tìm ra được mục đích sống cho bản thân và quan trọng nhất là tìm ra nơi anh có thể gọi là ngôi nhà thực sự. Shinkai thường lồng ghép các yếu tố ẩn dụ về định mệnh vào các tác phẩm của ông. Tenki no Ko cũng không phải là ngoại lệ. Hina có nghĩa là mặt trời và được xem như là Hare Ona, cô gái mặt trời, người đem lại bầu trời xanh ở bất cứ đâu khi cô đến. Còn Hodaka được ví như Ame Otako, chàng trai mời gọi những cơn mưa. Hai người họ đã được định mệnh gắn liền với nhau ngay khi gặp. Nếu tinh ý theo dõi, bạn cũng có thể nhận ra chính tia nắng từ ánh mặt trời đã tạo nên động lực giúp củng cố sự quyết tâm ra đi của Hodaka. Thể hiện qua hình ảnh Hodaka trên chiếc xe đạp đuổi theo tia nắng đến rìa hòn đảo và tự hỏi có điều gì chờ đợi anh ở phía bờ bên kia.
Hina như ánh sáng mặt trời đem lại bầu trời xanh cho Hodaka. Hina là một cô gái vị tha, luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân. Từ nhỏ, cô đã phải bươn trải để nuôi sống đứa em. Cô nói dối độ tuổi để được lao động, sẵn sàng đánh đổi, ngay cả bản thân dù biết mình sẽ bị lừa. Việc Hina quan tâm và đem tặng miếng bánh hamburger cho Hodaka sau 3 ngày cậu chưa ăn gì, tuy có thể cho rằng đấy là định mệnh do Shinkai sắp đặt, nhưng cũng đủ để khẳng định rằng Hina sẽ làm điều tương tự với bất cứ một ai. Theo chân tác phẩm, ta thấy Hina mỉm cười hạnh phúc khi cô đem lại bầu trời xanh cho tất cả mọi người, niềm vui của họ cũng như là của chính cô, một cô gái với trái tim thuần khiết. Ấy thế mà cuộc sống lại quá sức tàn nhẫn, Hina luôn hy sinh vì người khác, cô không mong muốn bất cứ điều gì cho bản thân. Thế mà giờ đây, chính cái xã hội này lại ràng buộc Hina với trách nhiệm nặng nề, cô buộc phải gánh chịu trên đôi bờ vai nhỏ bé. Chính cái xã hội ấy lại xem sự hy sinh của Hina như thứ gì đó rất bình thường để đảm bảo cho lợi ích của cộng đồng. Hina là tình yêu đời đầu của cậu, cả hai cùng nhau mưu sinh, trải qua những kỷ niệm thường ngày khó quên. Nên nhớ, Hodaka và cả Hina còn chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng sao họ lại có thể táo bạo đến vậy? Đơn giản, vì Hodaka là hiện thân cho giấc mơ của những người còn trẻ. Đó là sự tự do theo đuổi điều mình muốn trong một xã hội ngột ngạt, luôn đi theo lề lối cổ hữu, muốn áp bức lẽ sống. Hodaka cuối cùng cũng tìm ra nơi cậu có thể gọi là nhà. Cùng với Hina, anh đã tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Vậy mà xã hội lại muốn lấy đi tất cả của cậu và cả của Hina khi chưa cho cả hai bất cứ một điều gì. Số phận đem hai người đến với nhau, nhưng cũng lại tước đoạt đi một nửa. Nhưng sự lựa chọn của Hodaka liệu có ích kỷ? Cậu có thật sự là con người ích kỷ khi cậu muốn Hina phải trân trọng chính bản thân của cô hơn? Sự ích kỷ của cậu hoàn toàn vì người khác. Hina đã dành suốt cuộc đời hy sinh vì mọi người, vì gia đình. Sẽ là quá ác nghiệt nếu Hina không được quyền giữ lấy một chút hạnh phúc cho cá nhân. Chính sự ích kỷ của Hodaka đã giúp giải thoát Hina, mang lại sự tự do mà cô hằng mong ước, mang lại quyền lợi cho phép cô giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Thay vì đổ cái sự ích kỷ này lên Hodaka, sao chúng ta không đứng về phía Hina mà hỏi rằng có phải là ích kỷ khi cái xã hội xem chuyện hy sinh của một cô gái để đảm bảo lợi ích của số đông là một điều bình thường? Tác phẩm cũng nhấn mạnh rằng tục lệ tế người này đã tồn tại từ rất lâu. Những lời nói thật thà cứ như cắn rứt lương tâm cậu. Hodaka biết hậu quả hành động hai người gây ra, nhưng khi gặp lại Hina thì anh chắc chắn dù có phải làm lại điều đó cả nghìn lần thì anh cũng sẽ làm. Một lời tỏ tình hết sức mãnh liệt thâu tóm được cái hồn của tác phẩm. Trong tác phẩm Hoshinokoe, Mikako đã chấp nhận hy sinh bản thân để cứu lấy trái đất. Ở 5cm trên giây, khoảng cách địa lý và góc nhìn xã hội đã chia cắt Takaki và Akari. Trong Kotoha no Niwa, một lần nữa, khoảng cách tuổi tác và địa vị xã hội đã ngăn cản không cho Takao và Yukari đến với nhau. Ta đều nhìn thấy một mô típ tương đồng ở các tác phẩm trong quá khứ của Shinkai. Con người phải tuân theo lề lối và luật lệ của xã hội, bảo toàn lợi ích chung. Chỉ đến khi Kimi no Na wa xuất hiện, ta mới thấy được chút ít của sự nổi loạn dần nhen nhóm, nhưng cũng chưa hiện hữu thật sự vì đơn giản số mệnh là một thế lực siêu nhiên, ít có sự liên tưởng đến hiện thực. Và đến khi Tenki no Ko thì sự nổi loạn này mới chính thức được kết tinh. Lần đầu tiên trong các tác phẩm của Makoto Shinkai, ông đã chất vấn khán giả thông qua sự lựa chọn của nhân vật trong tác phẩm. Nhật Bản là đất nước có xã hội đề cao nền văn hóa của tập thể, dẫn đến sự đàn áp về chủ nghĩa cá nhân và ham muốn của mỗi người. Tenki no Ko như lời ngỏ nhắn nhủ với thế hệ trẻ rằng đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao. Hình ảnh Tokyo chìm đắm trong một mực nước biển cũng không hẳn là quá bi quan, mà trái lại, đó là lời nhắc nhở lạc quan rằng đất nước và con người Nhật Bản đã tồn tại qua hàng nghìn năm, trải qua bao mưa lũ, động đất và sóng thần thì họ vẫn kiên trì bám trụ, cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn kể cả có thiên tai trước mắt. Nhìn chung, Tenki no Ko là một tác phẩm đặc sắc của Shinkai, thể hiện nên sự trưởng thành, xen lẫn nét táo bạo của ông trên con đường nghệ thuật. Khi tài năng và góc nhìn của bản thân không còn tuân theo luật lệ của xã hội, Tenki no Ko đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Shinkai. Khi ông đã đạt được sự tự do theo đuổi bất kỳ chủ đề nào mà ông mong muốn, dù cho nó có trái ngược với chuẩn mực của tập thể, nhưng vẫn không mất đi tính chất tình yêu tuổi trẻ, với biết bao nốt thăng trầm trong cung đàn cảm xúc, vốn đã làm nên thương hiệu của Shinkai. Cũng chính vì lẽ đó, Tenki no Ko với mình đủ sức để đứng cạnh các tác phẩm xuất sắc khác của ông như Hoshinokoe, Kotonoha, 5cm trên giây và Kimi no Na wa.